Hello tất cả mọi người, thì mình mới mua được mấy bịch măng cai của Trung Quốc nè, của Anna Pháp Sư Trung Hoa. Để hôm nay mình sẽ thử review mấy cái loại này coi ăn sẽ như thế nào nha các bạn. Bữa giờ thì mình thấy cái loại này là rầm rộ rồi, mọi người đã review rồi, hôm nay mình sẽ thử trải nghiệm sự chân thật coi như thế nào nha. Nhà mình thì không có dĩa bự nên mình chỉ có một cái dĩa nhỏ này thôi, nên mình để tạm trên cái dĩa nhỏ này. Và bây giờ mình sẽ ăn để review thử coi cái món này nó sẽ như thế nào nha. Nhưng mà cảm quan của mình khi mở ra thì mình không có nghe được mùi măng nha các bạn. Nó không nghe mùi măng mà nó nghe mùi tẩm của gia vị, mà nó cũng hơi hơi thôi. Để mình ăn thử coi sao. Cái này là cái măng mà người ta đã cắt vỏ sẵn nè. Ơi sao cái loại này nó cay quá các bạn ơi. Thấy nó không để ớt nhưng mà sao cay, nó cay quá. Quá trời cay luôn. Cay suốt mồ hôi luôn á. Đây là mấy trái ớt mà nó kèm theo nè các bạn. Chắc nó cay rồi ngâm mấy trái ớt này nè. Mọi người sao dám ăn. Ồ, mình đặt được cái gói này là cái măng nó nhìn nó rất là đẹp. Nhìn nó rất là thẳng thớm. Ăn vô thì nó chỉ nghe mùi gia vị thôi chứ mùi măng thì mình cũng chưa có nghe nữa. Cũng giòn. Cái này là nó có hơi vị mặn mặn nha các bạn. Mặn mặn. Cay quá. Trời không cay chứ trời. Mà hơi tung tung. Còn cái này là một cái loại măng mà người ta chưa có tách vỏ nha các bạn. Đây, mình sẽ ăn cái phần vỏ bên trong. Cay quá. Để mình sẽ tách cái phần vỏ bên trong mình ăn. Sao thì khó tắt quá vậy. Mình sẽ tắt từ từ. Ủa, mấy cái lá này ra. Phải tắt gì không ta? À rồi, mình đi cắt. Cay lắm các bạn. Đây là cái loại măng thứ hai các bạn. Cái loại này thì có tẩm ớt, thấy cũng khá là nhiều ớt á, thì mình sẽ ăn thử. Giòn. Cái này nó tẩm gia vị nhiều, nó thơm hơn cái kia. Nhưng mà nó ăn không ngon mà. Vị nó hơi ngon mặn. Nói chung là cái này mình review cho các bạn coi thôi, chứ các bạn cũng không nên ăn thường xuyên quá đâu. Tại vì trong này nó tẩm ớt, chất gia vị, chất bảo quản nhiều lắm. Nó để được lâu nên các bạn hạn chế ăn. Mà ví dụ mà các bạn có thèm ăn thì các bạn tự mua về nhà mà mình làm, hoặc là mua ở những chỗ uy tín á của Việt Nam mình. Cay quá. Đây là loại thứ hai, còn đây là loại thứ ba nha các bạn. Loại thứ ba nè. Đây mình tắt cái này ra. Cái loại thứ ba này là nó giống cái loại đầu tiên mà mình ăn này các bạn. Nhưng mà cái loại này là chưa tách vỏ, còn cái loại này là tách vỏ. Nhưng mà loại này mà cái loại này là ngâm chung với ớt rất là nhiều nha.
Cay quá. Trời ơi, các bạn thấy mùi hôi mình đổ không? Mà các bạn biết nó cay chỗ nào. Tiếng cáo là ăn no rồi hả, ăn nha các bạn. Để ăn thử dài dày. Đây. Đó. Cay. Sao ba? Cay quá, mồ hôi mình đổ quá trời nhiều rồi. Theo tổng quan của mình thì cái này ăn tạm được thôi. Măng măng chua, măng cay của Tứ Xuyên ăn tạm được thôi. Còn đối với cái mùi thì mình nghe cũng không có hấp dẫn lắm. Nó không có nghe mùi măng mà nó nghe mùi tẩm ớt của gia vị nhiều quá. Cay quá, ăn nào không ăn cay được thì đừng có ăn nha các bạn. Cay lắm. Cay mình sức mồ hôi hột đâu. Bây giờ mình phải đi kiếm cái gì để mình uống mới được. Và mình khuyên các bạn là ăn cái này ăn chơi chơi thôi thì được, ăn lâu thì cũng không tốt. Ok, mình xin kết thúc clip ở đây nha. Mình đi uống nước, mình kháng nước quá, cay quá. Bye bye.